Chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức Hoa Kỳ trong 60 giây. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý. Bang South Carolina đã tháo bỏ lá cờ của Liên minh miền Nam khỏi khuôn viên tòa nhà lập pháp của bang này vào sáng thứ Sáu. Thống đốc Nikki Haley đã ký dự luật được cả Thượng viện và Hạ viện của bang thông qua sau vụ tấn công có động cơ kỳ thị chủng tộc làm 9 người thiệt mạng trong nhà thờ ở thành phố Charleston. Cuộc điều tra vụ xâm nhập dữ liệu được cho là một cuộc tấn công mạng của Trung Quốc cho thấy dữ liệu cá nhân của thêm 1 triệu công chức chính phủ Mỹ nữa đã bị tiếp cận. Giám đốc Phòng Quản lý Nhân sự, cơ quan chịu trách nhiệm về thông tin của công chức liên bang, đang bị các nhà lập pháp kêu gọi từ chức. Các nhà nghiên cứu tại Đại học North Carolina đang phát triển một phương pháp điều trị ung thư não bằng cách biến tế bào da thành tế bào gốc và nhét chúng vào những khối u. Toán nghiên cứu gồm những sinh viên đang sử dụng não của chuột dưới sự giám sát của tiến sĩ Sean Hingen. Đó là nội dung bản tin hôm nay. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.